vị và các bạn, hôm nay những cơn mưa ở Nam Bộ giảm đáng kể. Đến chiều nay, mưa chỉ mới xuất hiện cục bộ, lượng mưa không lớn. Nhiều tỉnh thành trời nắng mạnh và nóng hẳn lên. 13 giờ, nhiệt độ ở thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Tháp tăng thêm từ 1 cho đến 3 độ. Riêng ở Cần Thơ tăng lên đến 6 độ so với thời điểm hôm qua, lên ở mức là 34 độ. Dự báo sang ngày mai vẫn ít mưa, ngày nắng mạnh. Những nơi nóng nhất là thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Tây Ninh, Thủ Dầu Một và một loạt các thành phố miền Tây như Vị Thanh, Châu Đốc, Mỹ Tho, Bến Tre hay là Trà Vinh. Dự báo mức nhiệt cao nhất đều là 34 độ, còn lại hầu hết đều ở mức khoảng từ 32 cho đến 33 độ. Trời nóng lên, nắng mạnh cũng khiến cho chỉ số UV bất và ngoài khơi huyện đảo Trường Sa vẫn đề phòng có mưa làm giảm tầm nhìn. Trong cơn dông còn tiềm ẩn cả lốc xoáy và gió giật mạnh.